Sư Thần xin gửi lời chào tới tất cả quý khán giả của kênh Người Dẫn Được Cõi Âm. Các bạn thân mến, trong cuộc đời này thì có rất là nhiều cái kẻ mà lười biếng, không chịu lao động nhưng lại rất muốn mình được giàu sang phú quý, được hưởng những cái điều sung túc. Thì không có lao động thì lấy đâu ra của mà ăn, lấy đâu ra tiền để mà tiêu xài. Và trong cuộc đời may mắn lại có những kẻ không lao động nhưng lại vẫn có được một số lượng tài sản. Và rồi cái số lượng tài sản đó rơi vào một tay lười biếng ngu ngốc nó cũng sẽ trở thành một con số không à, và câu chuyện ngày hôm nay tác giả mạnh ninh sẽ giúp chúng ta có được một cái câu chuyện liên quan tới cái chủ đề này và có một cái câu nói mà thuận thấy rất là hay đấy là à, sự lười biếng thì ngọt ngào nhưng hậu quả của nó thì rất là tàn nhẫn và cái kẻ lười biếng nhưng tham vọng trong câu chuyện ngày hôm nay sẽ phải trải qua điều gì thì mời mọi người cùng đón nghe câu chuyện mang tên Hai nén hương trầm của tác giả Mạnh Ninh. Đêm hôm ấy Kha trở về nhà, hắn đang thất thểu vì chầu rượu mới trải. Con đường trở về nhà Kha đêm nay trăng sáng vàng vặc, tiếng gió xì xào thổi quát nặng tre hai bên đường kèm cái bóng loạn choạng của kha tạo nên thứ không gian quái đạn hắn vừa đi vừa chửi thề chốc lát lại dừng lại khạc nhổ vài bãi cái bóng hắn đổ ập xuống nền đường làng hai bên chỉ còn tiếng ánh ương và tiếng lê chân của hắn náo loạn kha là dạng bận cùng trong làng không tất đất cắm rùi không vợ không con người ta nhặt được hắn ở gốc cây đa đầu làng ông già chăn vịt thấy hắn tội quấn vội mảnh áo rách rồi mang hắn về nuôi. 25 năm qua, hắn vẫn chẳng có gì thay đổi như cái ngày họ tìm thấy hắn. Có chăng là thân tàn ma dại vì rượu chè cờ bạc. Mà tiền hắn ăn chơi được cũng toàn là trộm cắp, khi thì con gà, con vịt, khi thì đấu thóc nhà người ta không kịp cất, hắn trộm đi. Hắn lết mình về tới căn tròi rách ở triển đê thì trời cũng đã nửa đêm. Cái đêm rằm tháng 7 cô hồn ở cái vùng quê nghèo này thì người ta tắt điện sớm lắm. Phần vì nhà cửa xa nhau, phần vì người ta cũng kiêng ra khỏi nhà ban đêm, nhất là tháng mở cửa mà nên cũng dù có việc cùng lắm họ mới ra khỏi nhà. Hắn nằm phịch xuống cái chõng tre, đầu óc cứ lịm dần vì men rượu lúc tối, hắn ngủ, chẳng biết thiếp đi bao lâu. Hắn thấy cổ họng khô rát, với tay lấy cái áo cục nước trong lu uống, hắn tỉnh ra vài phần. Men rượu bay đi quá nửa đổi lại trong cái đầu và hốc mắt sâu thẳm của hắn là câu chuyện hắn nghe được lúc lê la ngoài chợ của hai tên người làm khác hắn lẩm bẩm trong cổ họng có lẽ nào lại như thế rít lấy rít để bi thuốc lào tâm trí hắn như trở lại lúc năm giờ chiều nay hắn đang ngồi đằng hắn tóp tép mớ bánh bèo của con mụ năm béo thì sau lưng hắn nghe được tiếng nói chuyện của hai gã mà hắn chưa gặp bao giờ có lẽ là người vùng khác nên hắn nghe được tiếng mất tiếng không Này Có chắc là ở vùng này không Ngộ tính đi tính lại rồi Không sai được đâu Người tóc dài Dặm chừng 60 tuổi vuốt chỏm dâu tua tủa ra chiều quả quyết lắm Nhấp một ngụm hắn tiếp lời Mảnh đất ngộ Ngắm qua Hội tụ đủ các yếu tố Thứ nhất là khí tụ Thứ hai là tàng Đất lộ Khí tán theo gió Thứ ba là vuông cân nếu đất nghiêng lệch khí uế sẽ phát sinh. Thứ tư là thế đất có hình vòng cung, khí tụ và lưu thông trong huyệt, đất ẩm, đích thị là long mạch vượng về mộ thất. Người trẻ hơn trong trang phục áo dài miệng ngược, tỏ ra chưa hiểu vẫn ngây ngốc ngồi nhìn. Người tóc dài lưu, theo cách người ta gọi, tiếp một chàng dài. Mà theo trí nhớ của Kha, đại loại là thế đất mà hắn nói là thế đất như rìu kép, tròn vuông, cân đối, phẳng phiêu mộ huyệt có thể giàu có. Hắn chỉ nhớ rõ là tên lưu gần giọng ở hai chữ giàu có. Cái vùng đất này trước kia cũng có vài người lên thăm, rồi ngán ngẩm rút về không kẹn không chống. Hắn biết hết là vì cái tròi của hắn tọa ở triển đê cách mảnh đất mà lão lưu nói không xa. Nếu không muốn nói là cách có một con sông bé. Hắn càng tay ra nghe ngóng, thì hai lão kia im bặt, dường như đã nhận ra sự có mặt không mời của hắn hai gã giả tạng chuyện các việc làm ăn buôn bán như cái cách mọi người thấy khi hai gã đặt chân lên vùng đất này. Phần vì tránh bị dị nghị, phần vì lý do gì chắc chỉ hai gã mới biết. Hai gã càng thì thầm to nhỏ, càng làm cho hắn đứng ngồi không yên. Nhưng lạ thay, không đợi cho khác kịp mở lời, hai gã đã qua, kéo cái ghế đầu ngồi xuống mà chào hỏi trước. Không hay nị là người vùng này. Không dám giấu gì nị, ngộ là dân mạn ngược, xuống miền xuôi buôn bán chút vải. Nghịch nỗi đi từ sáng mà chẳng có nhà nào chịu cho ở nhờ. Lỡ độ đường, nên chưa biết tối nay về đâu. Chẳng hay nị có thể cho ngộ tá túc đêm nay chăng? Gã ốm ở câu nói rồi nhìn Kha Ý thăm dò, đoạn nháy mắt cho tên trẻ tuổi rồi hỏi. Đúng không lão Trần? Tên Trần nhìn qua thì thuộc dạng không đàng hoàng cho lắm. Tiền nhân đã nói nhất lẽ nhì lùn thì hắn có đủ cả. Tên Trần liến thoáng một hồi đặng kể cho Kha nghe về hoàn cảnh mà hai hắn phải chịu. Kha nghe xong vỗ bụng hành hạch, cười mà rằng. Nếu hai bác không chê thì cứ về nhà em mà ở. Em tức cố vô thân, chỉ sợ thiếu cái đút vào mồm, chứ chỗ ở chả thiếu. Nào, làm vài chén rồi về nhà em mà nghỉ đặng, lấy sức mà lên đường. Hai gã thầy Tàu cảm ơn dối rít Sau chầu rượu đắp bậy phận say, tên lưu ghé tay Kha nói nhỏ. Ngộ là ngộ cảm ơn cái thịnh tình của nị. Ngặt một nỗi tối nay ngộ còn dở mẹ hàng chưa đóng kịp. Nên nị cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi. Nhà nị ở triền đê tự khắc ngộ biết đường mà tới. Ngộ chỉ hỏi nị một câu này. Ngộ phải trả lời cho nị thật. Khà xoa cái bụng ảnh ảnh rượu mà rằng. Có gì thì bác cứ nói. Em là em đích có cái con mẹ gì mà xấu các bác. Huống hồ bác vừa mời em ăn uống thỏa thích còn gì tên lưu xỉa chiếc tam vào hàm răng thô kệch khạc ra một bãi rồi tiếp lời sau cái tròi nhà nị có cây nào đang ra quả mà chết quát đi không khai như sực tỉnh hắn nhớ lại là sau tròi nhà hắn có ba cây ổi là giống ổi thóc ông già hắn trồng trước lúc mất một năm tính ra năm nay cũng độ ba bốn tuổi cây lá sum xuê ra hoa ra quả đều đều mà tự dưng ba tháng trước lại lan đụng ra chết chết như ai cắt cốc vậy vài giây nhớ lại hắn tiếp lời có, đúng là có ba cây ổi mới chết. Tôi chặt bén đi rồi. Mà bác hỏi làm gì? Định xin ít gỗ làm đòn gánh hàng phóng hả? Lão Lưu xúc miệng ổng ổng, rồi nhổ tuẹt ra, chỉ mặt kha bảo. Nị sống trên đống vàng mà không biết hưởng. Quy luật ngũ hành, kim thì khắc mộc. Cây ổi tượng trưng hành mộc, đang xanh tốt tự dưng chết quắt đi. Ấy chẳng phải rễ nó chạm phải hành kim, không là vàng thì là cái gì. Dưới đó không có vàng, ngộ cứ làm con cho nị. Nói rồi, gã lại tiếp lời. Mà vàng này chỉ mình nị lấy được, chớ có hỏi tại sao. Ngộ thấy nị thật thà nên mách nước, chứ chẳng tơ hào gì của nị cả. Nói đến đây, tên Trần đưa mắt nhìn rồi cười khẩy một cái rất nhanh. Nghe tới vàng kha như tình vài phần xịu, cố nghe không sót từng lời nào của lão lưu. Miệng thì nói không tin, nhưng bụng thì mừng lắm cái thói ở đời chưa đố ông nghè đã đe hàng tổng. Hắn nhờ bụng phép này mà giàu, thì hắn đốt quách cái tròi mà bỏ cái xứ cho ăn đá cả ăn sỏi này mà đi. Rồi những phường khinh nhờn hắn, hắn cho sạt nghiệp cả lũ. Đến chúng nó biết thằng khan này là loại không dễ bị bắt nạt. Bụng dạ sôi như lửa đốt, hắn chỉ muốn thật chạy nhanh về nhà mà đào tung vườn lên để nhặt những bao la là vàng cho thỏa. Nhưng lời xa diệu vào, thoáng chốc lại ba hũ rượu nếp bay sạch veo. Hắn tỉnh dậy cũng nhá nhem tối. Hai thầy tàu đã đi tự khi nào? Hắn thì lảo đảo bước về căn tròi trong đầu vẫn tức tối vụ trộm hụt cặp gà hồi sáng. Mà quên hẳn lời lão lưu. Đất nhà nị có vàng, có vàng. Uống xong ngụm nước, rít bi thuốc lào. Tâm trí hắn tỉnh táo vài phần. Hắn sực nhớ ra cuộc nói chuyện với hai gã thầy tàu hồi tối. Chạy vội ra trái nhà lấy cái xẻng Hắn tự bảo, không lẽ nào lại dễ dàng đến thế? Mình ở đây gần cả ba chục năm trời, có bao giờ nghe ông già kể về vàng vọt gì đâu. Hay, chúng nó lừa mình. Rồi hắn lại chép miệng. Mà thôi, kệ mẹ, biết đâu đến lúc thằng Kha này nở mày nở mặt cũng nên. Miệng nói chân cứ đi, hắn xăm xăm ra các cây ổi cách căn tròi vài mét. Hắn đào lấy đào lệ, hắn hất từng xẻ cát sang hai bên, dưới ánh trăng sáng vàng vặc. Thân ảnh hắn hì hục, rồi khuất dần dưới đống đất cát mà hắn đắp lên hai bên. Phút chốc đã đào sâu được gần một mét, mồ hôi chảy ra như tắm, đống đất cứ cao dần mà chẳng thấy vàng đâu. Hắn vất cái xẻng mà chửi thề. Để mở chúng mày, dám lừa ông mày, để ông mày gặp lại thì ông mày chém cả lũ. Nói rồi hắn cầm cái xẻng lồng cồm bò lên, phần vì cái hố ngang đầu hắn, phần vì đã đuối sức nên hắn ngã bổ ngửa lại lưng hắn đập vào một thứ gì như cục đá rất cứng làm hắn ê ẩm hắn quay người lại tính đổi bên để trèo lên thì tay hắn chạm phải cái gì đó cong cong nhẵn nhụi ánh trăng rậm tháng 7 cũng chẳng thể soi rõ thứ mà hắn vừa chạm phải hắn tự nhủ quái lạ cái mẹ gì mà trơn thế nhỉ rồi hắn lấy tay cào dưới lớp đất khô rắn ánh sáng của mặt trăng chỉ xíu được lờ mờ hắn phải định thần kỹ mới nhận ra đó không phải là gạch vụn mà mà là một cái nắp đúng ra là cái nắp rương bị khuyết đi một mạnh hắn ngồi thụp xuống lấy tay cào lấy cào để cơ man nào là đất cát mắt hắn sáng rực bao nhiêu mệt nhọc phút chốc tan biến đổi lại là nhịp tim mà chính hắn còn nghe được xong xuôi một hồi lộ ra dưới hố đất hắn đào là một cái rương sành chạm khác gì thì hắn không chú ý vì lúc này mắt hắn đang hoa lên hắn rú lên từ thỏa sinh ra tới giờ, hắn chưa bao giờ thấy cơ man vàng bạc nào nhiều như thế này. Vàng khối xếp từng tầng, vàng nén đầy âm áp và những vòng ngọc, châm cải, phỉ thúy đầy ngập một rương. Ánh trăng chiếu mờ mờ, càng làm cho nó tỏa ra thứ ánh sáng mị hoặc. Hắn ngồi thụp xuống, đáy hết ra quần, mắt hắn mở đi. Hắn lao vào, hắn vơ vào lòng, hắn nhét hết vào ống quần, ống tay áo. Hắn nằm đè lên mà lăn mà lội vàng Tất cả là của hắn Hắn không biết lúc này là mấy giờ Bóng trăng vẫn tỏ trên cao Trên con đường đê heo hút Chẳng có bóng ma nào bén mạng Lâu lâu trong làng chỉ vọng ra vài tiếng chó sủa Rồi im bặt Hắn mặc kệ không gian và thời gian Như có một sức mạnh phi thường kéo hắn dậy Hắn điên cuồng đảo tung hai gốc ổi còn lại Quả là trời không phụ hắn Không phải một Mà là ba Ba đương vàng nằm dọc theo vị trí ba gốc ổi mà gã thầy tàu mách nước hồi sáng hắn quên hết mệt nhọc hắn cầm từng thỏi vàng sáng lóa dưới ánh trăng mà đưa lên miệng cắn mắt hắn long lên tim hắn run từng chập đời hắn là thế hắn không biết lúc này là mấy giờ bóng trăng vẫn tỏ trên cao trên con đường đê heo hút chẳng có bóng ma nào bén mạng lâu lâu trong làng chỉ vọng ra vài tiếng chó sủa rồi im bặt hắn mặc kệ không gian và thời gian như có một sức mạnh phi thường kéo hắn dậy. Hắn điên cuồng đào tung hai gốc ổi còn lại. Quả là trời không phụ hắn. Không phải một, mà là ba. Ba đương vàng nằm dọc theo vị trí ba gốc ổi mà gã thầy tàu mách nước hồi sáng. Hắn quên hết mệt nhọc. Hắn cầm từng thỏi vàng sáng loá dưới ánh trăng mà đưa lên miệng cắn. Mắt hắn sáng lòng lên, tìm hắn đun từng chặp. Đời hắn thế là khác. Hắn cười sằng sặc từng tiếng, giữa không gian đặc quánh chỉ còn tiếng thở sồn dập. Hắn nhanh nhẹn bê cả ba rương vàng ra cái lu nước và chôn cạnh đó. Hắn tự nhủ có tiền rồi, hắn phải ăn một bữa thật ngon, mua quần áo thật đẹp vì tâm trí hắn lúc này chỉ nghĩ được đến thế. Bóng hắn đổ ập xuống cái nền đất khô cằn, sau một hồi chấn tĩnh lại, sâu trong đôi mắt khô quắt của hắn chợt lóe lên vài ý nghĩ, mà chỉ thoáng qua vài giây thôi đã đủ làm hắn rùng mình rồi lo lắng, dồn lại là phẫn nộ, vì chỉ chốc lát nữa thôi, hai gã thầy tẩu chắc chắn sẽ tìm đến nhà gã. Hắn quên hết cả mệt mỏi, xăm xăm cầm chiếc xẻng xính bết bùn đất quay lại chỗ ba gốc ổi. Hắn lấp thật nhanh ba hố đất mà hắn đã đào, xong xuôi hắn đi tắm rửa sạch sẽ, men rượu bay đi hết, đầu óc hắn tỉnh táo như chưa từng. Tiếng gió thổi vi vút, tiếng ánh ương, tiếng chó và tiếng tim hắn đập đặc quánh lại trong căn chòi nơi hắn ngồi bộn bể suy nghĩ. Hắn, bà đương vàng trôn dưới lô nước cạnh nhà và hai gã thầy tàu. Trong cái đầu óc bá đậu của gã chưa bao giờ sáng suốt đến thế, và chỉ chốc lát nữa thôi, gã sợ những gì gã có sẽ mất hết. Hai gã thầy tàu chắc chắn không chịu ra về tay không, mà hắn thì muốn có cả. Vàng trên đất nhà hắn, hắn đào, việc gì phải chia chắc cho ai mắt hắn sáng rực lên hai tay nắm chặt thứ ác khí lộ ra sau đôi mắt khô quắt của hắn làm hắn vui sướng không kìm được hắn phải giết hắn phải giết hai gác thầy tàu để của báo là của hắn cả chắc chắn thế rồi hắn cười điên dại rồi hắn chờ hắn chờ như thể con cọp nằm phục hai con dê con chờ nạp mạng hắn đi đi lại lại chốc lát lại ngó về hướng trong làng vì trước lúc chia tay lão lưu đã nói với hắn là vào làng đốt nốt mẹ hàng hẹn hắn ba giờ sáng sẽ trở lại tá túc thời gian trôi qua từng khắc với hắn thật như bất tận hắn ngồi hắn đứng hắn vò đầu bứt tai còn hơi thở hắn ngày một ngạt lại đang lịm đi vì những suy nghĩ phải chiếm trọn số vàng hắn quên đi hết xung quanh thì bỗng ba tiếng gõ vào căn tròi của hắn khô khốc hắn sực tỉnh nhận ra có lẽ hai gác thầy tàu đã về đến Hắn thủ sẵn cây gậy sau lưng Hắn lao ra mở cửa với tâm thức háo hức Nhưng không kém phần run sợ Mà hắn sợ gì Hắn sợ là giết không được mà thôi Hắn mở toàn cái cửa gỗ ọp ẹp Nghe sầm một cái Miệng không quên đằng hắn Hai bác đi đâu mà lâu thế Để thằng em chờ mãi Đổi lại hắn lại chẳng thấy ai Chỉ có khoảng không trước mặt Cùng ánh trăng mờ ảo Đổ vào nhà hắn là những bóng rạng tre Muốn hình vạn trạng Hắn lấy làm lạ Hắn bước hẳn ra ngoài Không có ai Hắn thắc mắc và đảo một vòng quanh nhà Hay là hắn nghe nhầm Có lẽ vậy Hắn chửi thêm một tiếng rồi trở về tròi Ngồi lại vị trí cũ Nốc một ngụm rượu Rượu chưa qua quá cổ họng Thì tiếng đập cửa lại vang lên Kèm theo đó là một luồng gió lạnh sọc thẳng vào gáy Làm hắn rùng mình bất xác đánh rơi cốc rượu Hắn mở cửa thật nhanh Miệng ra điều oán trách Hai bác còn đùa em à Không vào là em cho các bác khỏi ở đấy nha Tay hắn vẫn làm làm khúc gỗ sau lưng Nhưng lạ thay Hắn chẳng thấy hai gác thầy tàu đâu Đứng trước mặt gã là một đứa trẻ tầm 7 đến 8 tuổi Đứa trẻ có nước da xanh bụng Quần áo nghe chiều cũ kỹ lắm Nó không đi dép Hắn tinh thần nhìn Rồi tháp bản năng bất giác lùi lại Một nỗi sợ hãi buộc về lấy hắn Từ lúc hắn thấy đứa bé này ánh trăng rằm soi bóng làm hắn không thấy rõ mặt nó chỉ thấy mớ vải mà nó mặc cũ nát mái tóc dính bết bùn đất soi vải xây định thần hắn lắp bắp mày, mày là con cái nhà ai nửa đêm nửa hôm không ở nhà còn đi ra đây bộ mày không sợ ma nó bắt à cút cút ngay không thì ông đánh bỏ mẹ mày đứa bé ngẩng đầu nhìn hắn một không khí lạnh buốt mà mị dưới ánh trăng rọi thẳng vào thân ảnh có phần mờ mịt nó giơ hai bàn tay nhấp nhúa như xính đầy bùn đất về phía mặt hắn. Giọng nói thì thầm như cất lên từ chốn u minh lạnh ngắt. Vàng! Vàng! Toàn thân hắn run lên bẩn bật. Luồng khí lạnh sộc thẳng và thất khiếu. Hắn ngã lăn ra đánh rơi cả khúc gỗ. Hắn á khẩu, hai mắt lạc thần, bỏ lết vào trong vì trước mặt không phải là đứa trẻ con nào trong làng mà là một khuôn mặt giả đét khô quắt hai hốc mắt sáng lên đỏ sực hắn đái mềm nhũng cả cơ thể cổ họng như bị bóp nghẹt lết vào trong với lấy ngọn đèn dầu mà khua loạn xạ lúc mở mắt thì chẳng thấy đứa bé đâu kinh hãi chạy ra khỏi căn tròi hồng hộc đứng trên đê từ thỏa cha xanh mẹ đẻ tới giờ những hôm đi đêm về hôm rình gà bắt chó có bao giờ hắn sợ như thế hắn chưa bao giờ tin vào ma quỷ nếu có ai kể thì chỉ gạt phát đi Ngay như cái dạo nọ Có cô hoa làng bên không chồng mà chừa Nửa đêm ra gốc đa đầu làng tắt cổ chết Cô chết mà mắt trợn ngược lỏi cả con ngươi Lưỡi lẻ ra thâm tím Người ta đồn rằng cứ vào những đêm trăng nhạt Tỏa ra ánh sáng mờ mờ Những người đi làm đồng sáng sớm Người thì thấy cô ngồi bế con Người thì thấy cô thắt cổ lùng lặng lâu lâu Lại có tiếng khóc nỉ non Hoặc chẳng cười xé đêm Người làng ai cũng sợ Họ có chăng đi làm đồng sớm Thì họ thường tập trung đi thành tốc Một đồn mười, mười đồn trăm Ấy mà hắn có sợ Không, hắn vẫn đi đêm về hôm Đi qua cái gốc cây đa ấy Rồi có những ngày chân đam đá chân chiêu Hắn lè nhè say rượu Rồi ngủ ngay tại cái miếu gần gốc cây đa Ấy mà có sao đâu Nhưng hôm nay hắn lại gặp Cái thân ảnh khô quắt bê bết toàn đất là đất Làm ba hồn bảy vía hắn bay mất Hắn thở hồng hồng đứng về phía căn tròi. Đi cũng chết, mà ở cũng chết. Hắn còn canh cánh số vàng, nhưng bảo hắn quay lại rồi gặp những thứ liêu trai thế kia, thì dù to gan lớn mật như hắn cũng ớn vài phần. Thành thử hắn cứ dùng rằng mãi. Cuối cùng trong tâm trí gã, ba rương vàng vẫn chiến thắng nỗi sợ xâm chiếm. Hắn chửi thề, rồi hùng hổ bước về lại căn tròi. Một tiếng, rồi hai tiếng, ba tiếng trôi qua. Tiếng cả trong xóm đã cất tiếng, tiếng người làm đồng cũng bắt đầu gọi nhau. Thậm chí hắn tỉnh sát vài phần, mắt hắn vẫn láo liên. Lâu lâu có tiếng động nhẹ không biết là thứ gì, cũng đủ làm hắn giật mình cảnh giác. Nhưng hơn hết, vẫn là cái lu nước cạnh nhà, thì ngay trong tầm mắt hắn. Chỉ có một sự lạ mà ngay lúc này hắn không nhận ra. Đó là hai gã thầy tàu đáp bóng chim tam cá, một đi không trở lại. Đập vào mắt của mọi người khi đặt chân vào ngôi làng này là căn nhà cổ cực kỳ to lớn của Lão Kha. Chẳng ai biết Lão ta tới từ đâu, làm gì. Họ chỉ biết là Lão ta cực kỳ giàu có. Người ăn người ở, kẻ hầu người hạ tấp nập lắm. Người ta cũng chẳng mấy khi thấy mặt Lão. Họ hoàn lắm họ vô tình thấy Lão ở những tuồng hát ả à đào hoặc những nơi xa hoa mà họ chẳng thể lui tới. Người ta kể với nhau là Lão ngoài 50 tuổi, dáng vẻ bệ vệ, duy chỉ có cặp mắt khô quắt làm không ai dám nhìn thẳng mặt lão. Lão dọn đến cái làng này cũng gần 20 năm rồi, mà hàng xóm cũng chẳng mấy khi trò chuyện. Phần vì lão giàu có, phần vì tính lão cũng khác người, chẳng thế mà người ta đồn nhau, lão đánh một anh làm bếp tới gãy cả hai chân vì dám ăn vụng đồ ăn còn thừa, rồi ném cho nó hai đố thóc là mọi chuyện im bặt. Người ta còn đồn nhau là lão quen biết quan trên nhiều lắm. Lão có hai người con gái, cô chị tên Lành vừa tròn 18 cô em tên nhài năm nay mới vừa 15. Lão ca độc đoán bao nhiêu thì hai cô con gái lại thương người bấy nhiêu. Người ta vẫn bảo đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Mà nhân quả đâu phải một sớm một chiều. Mọi việc chỉ bắt đầu xảy ra với lão từ một buổi chiều tà. Nó đáng sợ ở cái một nửa thế giới bên kia tìm về với lão lúc mặt trời còn chưa khuất hẳn. Theo thói quen thường ngày, lão nằm dài ở cái chõng tre trước cửa nhà nhìn ra cái sân gạch rộng thanh thang. Đám người làm thì ở nhà dưới, chỉ mình lão và hai cô con gái ở nhà trên. Hai cô con gái đưa đứa ở đi lên huyện, sớm thì chiều mai mới trở về nhà. Lúc ấy là tầm 5 giờ chiều, lão đang nhắm mắt thiêu thiêu ngủ, thì con chó mực vốn lão nuôi đã 7 năm nay giật tung dây, chạy thẳng vào trong nhà. Lão giật mình ngoái nhìn theo miệng cào nhào chửi. Con chó đứng ngay cửa buồng, nhằm thẳng vào góc nhà, nơi lão đặt cái tủ gỗ liêm quý hiếm lão mua từ mấy tháng trước mà sủa. Con chó sủa ẩm ý, lông dọc sống lưng nó dựng đứng lên, hai chân cào cào và nền gạch nghe rạt rạt. Vừa sủa vừa lùi lại và nhe răng. Nó thủ thế như chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó mà lão nhìn không rõ. Con chó vừa sủa vừa định trộm lên cắn xé. Lão cầm cái quẹt phép phẩy vừa lại gần nó vừa quát. Mực! Im nào! Con chó mọi ngày nghe lời não, nhưng hôm nay lại càng sủa to hơn. Nhớt rãi chảy sát đầy mồm, nó sủa càng lúc càng cấp và lùi lại gần lão hơn. Hai mắt nó xanh rực, thiếu điều cắn cả lão. Tức thì, lão giơ chân đá cho nó một cái. Con chó kêu ăn ẳng rồi chạy mất hút ra sau nhà. Lão cào nhào vài tiếng, rồi kêu thẳng ất thu dọn chóng tre lục tục bước vào nhà. Căn nhà của lão chia làm ba gian gian giữa có tủ thờ. Lão thờ gì thì chẳng ai rõ. Hai bên nhà là phòng ngủ và buồng để vài thứ lặt vặt. Lão bảo thằng Ất dọn xong cái chóng thì hầu cơm tối. Thằng Ất vâng dạ rồi dọn lên cho lão một mâm cơm đầy đủ thịt cá. Lão ăn một cách nhồm nhòm sung sướng. Chốc chốc thằng Ất lại rót cho lão đầy ly. Cái thứ rượu nếp cầm mà mấy chục năm qua lão vẫn ưa dùng. Lúc này tầm 6 giờ tối, bên ngoài trời đã đen như mực. Tết tháng 10 nhưng trời vẫn chưa có gió lạnh. Lão vẫn ở trần sau khi nốc cạn cút rượu ban nãy. Mồ hôi túa ra. Lão vác cái bụng đầy chặt thịt cá bước lại cái tủ. Lão muốn xem có phải có con gì núp trong đó không mà lúc chiều không hiểu tại sao con chó mực lão nuôi cứ gầm gừ rồi phụ phục gầm rú. Lại nói về con chó mực lão nuôi 7 năm nay. Nó là sống chó lại đen. Lão mua được khi một lần đi chợ tỉnh khỏi phải nói nó có một màu lông đen tuyền, không một gợn lông trắng. Nhưng lão khả ưng nhất và cũng nổi bật nhất trên cơ thể nó chính là đôi mắt màu xanh sáng như sao. Cũng vì đôi mắt này mà trong màn đêm nhiều người dễ bị hoảng sợ khi nhìn thấy bóng dáng của nó. Con mực thường ngày quấn lão lắm, lão đi đâu nó cũng lão đéo theo. Nhất là từ lúc cô nhảy ngã xuống ao, nếu không có con mực thì có lẽ lão đã mất cô con gái rồi. Từ lần đó lão cưng con mực lắm. Lão cưng nó còn hơn cả lũ người làm. Con mực cũng hiểu ý lão, nên lão lúc nào cũng quẩn quanh khi lão ở nhà. Vậy mà mới chiều nãy thôi. Lần đầu tiên nó không nghe lời lão. Lão bực quá tiện chân mới đá cho nó một cái rõ đau. Ấy thế mà nó lụi đi góc nào không thèm về ăn cơm. Lão vác cái bụng đầy chặt thịt cá bước lại cái tủ. Lão bảo thằng ất. Mày đi tìm con mực về cho ông. Tiền sư nó chứ, đi đâu từ chiều giờ không thấy về. Nói rồi, đặng lão mở cửa tủ. Nhưng lạ thay cánh cửa tủ như bị ai đó kéo chặt ở bên trong. Lão cố hết sức cũng không tài nào mà mở sát được. Cái tủ gỗ liêm lão bỏ ra cả nén vàng mua về. Vì khi nghe lời mấy thầy phong thủy là lão mệnh hỏa, mộc sinh hỏa. Có cái tủ ấy mệnh lão càng vượng, làm ăn tiền bạc ê hề. Lão thì một chữ bẻ đôi cũng không biết. Nhưng cứ nghe của nà vào là lão mực lắm Bởi thế mà một nén vàng Não bỏ ra đâu có tiếc tay Lão thở hồng hộc rồi gọi thằng Ất Mày mở cho ông cái tủ Rồi đi tìm nó về nhanh lên Thằng Ất vẫn đứng đó Mặt cuối gằm không đáp lời lão Lão gọi ba bốn câu Mà nó vẫn đứng im như tượng Lão bực mình vớ cây ba tong Định bụng quay lại quật cho nó một trận Cái thước người ở lão lếu Tức thì thằng Ất ngẩng đầu lên lão á khẩu ngồi thụp xuống miệng há hốc hai mắt lạc thần đứng trước mặt lão vẫn là thằng ất người ở nhưng hai chọc mắt nó đỏ rực mồm chảy ra thứ nước dãi đen sì nó từ từ nhe hàm răng cái dài cái ngắn lởm chởm mà nhọn hót hai bàn tay khô đét dính bết bùn đất dơ lên từ từ tiến về phía lão trong miệng nó khùng khục lên thứ âm thanh quái dị lạnh lẽo trả vàng cho tao trả vàng cho tao. Bình minh ló dạng sau ngọn tre, tiếng người gọi nhau đi làm đồng đã nhộn nhịp, mang cho vùng quê thêm sinh khí. Lão vẫn ngồi ở cái kế, trong đầu hỗn loạn bao nhiêu thứ mà chính lão đã hổ nghi nhận ra. Tên cả chép từ nhà dưới nhà bước lên, thấy lão bèn hốt hoảng. "Ơ, sao sao ông vẫn còn ngồi đây? Con tưởng ông đi nằm đêm qua rồi chứ ạ. Mà sao đèn đóm ông không tắt đi, để cả đêm thế này có mà tốn lắm ông ạ." lão không thèm nhìn thằng người ở. Ánh nắng nhàn nhạt, nhạt, của tiết trời tháng 10 dọi vào khoảng sân gạch cũng đủ làm lão tỉnh táo ra vài phần. Mấy hôm nay lão thấy trong người bất an lắm. Cho đến chiều qua, lúc con mực cứ nhằm góc tủ mà sủa. Rồi thằng ất người ở tự dưng biến thành quỷ, làm lão mơ hồ nhận ra điều gì đó, đang và sẽ tiếp tục tìm đến lão. Uống vội ngụm trà nóng, thằng cà chép mới pha, lão với tay lấy cây ba tong và bảo. Mày theo ông lên chợ huyện một chuyến. Thằng cả chép nhanh nhỏ. Đi luôn hay khi nào ông? Lão gật đầu. Đi ngay bây giờ. Thằng cả chép nhanh tay với lấy cái ô, sỏ thêm đôi dép rồi đi cùng lão. Tiết trời tháng 10 mà chưa có một chút gió lạnh, lại có điều oi bức như tháng 5 tháng 6. Lão mặc độc một chiếc áo cánh mà vẫn thấy bứt rứt, nóng nực trong người lắm. Con mực vẫn nằm ở gần cổng, chỗ đó lão đã cất riêng cho nó một cái chuồng khá là rộng lão đảo qua đó đặng vút ve con chó phần vì thói quen trước lúc ra khỏi nhà phần vì lão cảm thấy an tâm hơn trong những ngày này khi gần nó còn mực vẫn không biết lão đang tới nó đang say sưa hục hạc đầu chơi đùa lão cất tiếng mực con ở nhà nhé ông đi lát rồi về với mày chưa kịp nói dứt câu lão đứng khựng lại miệng á khẩu vì đập vào mắt lão cái thứ mà con mực đang gặm trong miệng không phải thứ gì xa lạ mà chính là mảnh vỡ của cái rương vàng đầu tiên lão đào được 20 năm về trước lão thất kinh đứng chôn chân tại nhà chợt có một bàn tay gân cuốc nắm lấy tay lão lão rú lên rồi ngã phịch xuống thằng cả chép kinh hãi đỡ lão dậy miệng lên hồi ông ơi ông làm sao thế này ông trúng gió phải không con gọi mấy lần mà ông không trả lời hay con đưa ông vào nhà bóp dầu nhé Gió máy mùa này không đùa được đâu ông ạ. Lão quay đầu nhìn thằng cả chép rồi lắp bắp. Mày, mày vào xem con mực nó đang gặm cái gì đấy Ông, ông nhìn không ra. Thằng cả chép theo lời lão tiến lại chuồng chó. Nó quay ra rồi hỏi. Ông bảo cái này là cái cái gì? Con chó đang nằm ngủ chứ có gì đâu. Thế ông thấy cái gì? Hay là ông nhìn gà hóa quốc rồi? Lão rè sập bước lại, quả nhiên trong chuồng con mực đang thu mình ngủ ngon lành. Lão rụi mắt mấy lần vẫn vậy. Lão bảo thằng cả chép. Thôi, đi 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 nhanh, không trễ bây giờ. Lão cũng chỉ muốn đi đâu đó đổi không khí hơn là ngồi đây giữa bao nhiêu thứ mị hoặc. Hai chủ tớ bước đến huyện lúc tầm 8 giờ sáng. Ghé vào quán nước chè, lão đưa cho thằng chép một mẫu giấy trong đó ghi rõ từng loại. Thằng chép nhanh nhậu. Chu sa, gạo nếp, gỗ dâu, gà trống. Mà sao mua lắm thế ông? Ở nhà không đủ dùng hay sao? Lão không nói gì, chỉ xua tay kêu nó đi nhanh không trễ. Vốn dĩ không tin vào thế giới tâm linh, nhưng lão cũng biết có thở, có thiêng, có kiêng, có lành. Hơn nữa, những thứ ế tạp thì rất sợ gạo nếp, chu sa và gà trống. Thằng chép đi khỏi, lão ngồi nhấp một ngụm trà. Chợt có một người ăn xin quần áo bẩn thỉu tiến về phía lão, người ăn xin chìa tay mà rằng Ông làm ơn làm phước Cho con xin miếng cơm Con đói quá Lão ngước đầu nhìn Người ăn xin tuy áo quần rách rưới Nhưng có nét gì rất thân thuộc lắm Thôi đúng rồi Lão thốt lên Nhỡ là nhỡ của làng mường đúng không Lão ngờ ngợ Và xác định đích xác đây là nhỡ Người cùng làng vốn ngày trước Cũng là dân đạo trích như lão chính nhớ là kẻ đã dạy hắn đào tường khoét vách, bắt chó trộm gà. Người ăn xin ngẩng đầu nhìn lão, nhưng rất nhanh lại cúi rạp xuống miệng lắp bắp. Lại ông, ông cho con xin miếng cơm là cứu con rồi, chứ con nào dám bắt quàng làm họ. Lão sốc người gã ăn xin lên, vỗ vỗ vài cái rồi cười lớn. Tào Kha đây, thằng Kha ở đầu đêm làng mường đây. Người ăn xin lúc này mới nhìn thẳng lão, rồi nhận ra đúng là thằng bạn chí cốt đã bao phen bên gã trong những lần đi đêm về hôm, nhưng lão khác quá nên gã đâu dám nhận. Lão dìu thằng nhỡ ngồi lại chiếc ghế đầu, đặng tò mò hỏi. "Rồi sao mà tới nông nỗi này, hay ở làng mày bị người ta đánh cho thân tàn ma dại thế?" Thằng nhỡ ngồi im, lão Kha không nhận ra hai tay gã đang nắm chặt, khuôn mặt thất thần nhìn về xa xăm, trong hốc mắt của gã ánh lên cái nhìn kinh hãi tột độ. Thằng nhỡ nhìn lão định bụng nói gì đó nhưng thôi. Lão Kha phải gặng hỏi mấy lần, gã nhìn trước ngó sau mới ra điều bí mật lắm mà rằng. Chết, chết hết rồi còn đâu? Lão Kha ngạc nhiên hỏi lại. Chết, cơ mà ai chết? Nhỡ nắm chặt vặt quần đã rách tươm lên tận đầu cối bắt đầu kể. Độ 20 năm về trước làng vẫn sinh hoạt như mọi lần. Đêm hôm ấy gã vẫn theo thói quen buộc theo chiếc túi, bên hông dắt theo một cục tẩm vông. Gã tính đêm nay sẽ đột nhập vào nhà lão lý đầu thôn. Lão này mới bán đàn trâu nên chắc có của nạ tiền bạc trong nhà ê hề lắm. Lúc ấy là tầm 3 giờ sáng, gã nay nịt gọn gàng rồi, cứ nhằm hướng nhà lão lý mà đi. Chốc chốc có một hai người đi bắt ếch đêm, hắn lại lùi đi rồi cứ thế tiến bước. Trên đoạn đường ra nhà lão lý phải băng qua gốc cây đa vốn dĩ hắn chọn đường này không phải vì gần, mà vì từ khi cô hoa thắt cổ chết ở đấy, người làng cũng e ngại vài phần mà tìm đường khác đi. Gã đang cắm đầu bước đi, tiết trời tháng 10 mùa đông đã lạnh cắt ra cắt thịt. Mẹ kiếp, nếu cái thằng Kha còn ở làng thì đêm nay ông mày hốt chọn một mẹ lớn rồi. Gã lào bảo trong miệng, chợt ngang qua cái miếu dưới gốc cây đa, gã thấy phía trước nhiều người lắm, túm năm tụm ba tầm bảy tám người gã nhanh nhẹn núp sau cái miếu cao quá đầu người gã chờ đám người đi qua vì hắn sợ biết đông người trong làng nhận ra hắn ở đây giờ này thì chỉ có đi đào tượng khoét vách vì ở cái làng này ai còn lạ gì gã có những lần người ta mất con gà con chó cũng cứ chửi đồng hướng về nhà gã gã nín nhịn không phải vì gã sợ mà gã chờ thời cơ hốt mẻ cá lớn rồi biến khỏi làng đám người từ từ đi ngang qua góc miếu. Quái lạ, trời tối như mực, lại có mưa rả rích, sao chúng nó đi mà không đèn đuốc gì thế nhỉ? Gã nhủ thầm trong bụng, lẫn trong tiếng gió vun vút của tháng 10 đầu đông, gã nghe lẫn có tiếng trẻ con khi khóc khi cười. Gã kéo cao cái áo mưa bằng trơm cho đỡ lạnh, mắt vẫn đăm đăm nhìn về đoàn người đang chậm chạp bước qua. Rồi vào tay gã là những âm thanh lúc được lúc mất, kèm theo tiếng gió, tiếng âm thanh răng rắc phát ra. Một nén, hai nén, ba nén, một nén, hai nén, ba nén. Gã tò mò, ngóc đầu ra nhìn. Đoàn người đã cách gã tầm 10 bước chân, đột nhiên dừng lại. Gã không thể nào quên đi giây phút kinh hãi đó. Chúng nó vẫn đứng đó im lịm trong mưa gió. Nhưng nửa trên toàn bộ bảy tám cái đầu quay ngược lại đằng sau, nhắm thẳng mặt gã gã bất giác lùi lại một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống xông lên tận não lan ra tứ chi gã muốn bỏ chạy nhưng hai chân không nghe gã tám cái đầu vặn vẹo trên cổ trên tay của kẻ đi đầu tiên bế một đứa bé đứa bé gã không nhìn rõ mặt nhưng cái tướng nằm của nó đáng sợ lắm nửa thân người nó nằm trên tay nũ kia nhưng hai tay nó lại đỡ cái đầu lâu của chính nó cái đầu lâu với hai con mắt đỏ rực hòa với mưa phùn tiến sát lại gã miệng nó vẫn đều đều một nén hai nén ba nén một nén hai nén ba nén gã mở choàng mắt không biết gã đã ngất đi bao lâu gã nhìn quay quắt vẫn chỉ có mình gã lúc này người bê bết bùn đất gã thấy tanh tanh nơi cổ họng rồi gã nôn ra những bùn là bùn thứ bùn nhão nhét hôi thối gã bật dậy cắm đầu chạy thẳng về phía làng mà quên hẳn ý định lúc đầu. Bên tay hắn lanh lành tiếng trẻ con lúc khóc lúc cười và âm thanh cô lãnh đập vào bên tay. Một nén, hai nén, ba nén. Mặt trời đã lên quá nửa mà gã vẫn chưa ra khỏi nhà. Ba hồn bảy vía gã vẫn chưa về hết. Gã thu mình trong cái chõng tre. Gã chùm cái chăn kín đầu dù người gã vẫn dính bết bùn đất. Tiếng đập cửa làm hắn thất kinh, tưởng chết đi sống lại gã nằm im nín thở đoạn lắp bắp. Ai? Ai gọi tôi đây? Dậy, dậy anh nhớ ơi, chết người rồi. Gã nhận ra là tiếng mụ tư bán thịt cạnh nhà. Không chỉ gã mà cả cái làng này ai mà không biết mụ. Mụ là loại ngồi lê đôi mách, chuyện trong nhà chưa tỏ mà mụ đã biết sạch. Gã tung chăn ngồi dậy. Còn mụ chó đẻ này, hôm nay lại qua nhà mình gọi, chắc chẳng có gì tốt đẹp đâu. Nghĩ rồi, gã trở dậy mở then cửa, mụ tư đứng ngay cửa, mặt đỏ như gấc, mụ lến thoáng. Bác ra ngay nhà ông Tần. Chết, chết hết cả nhà rồi. Gã há hốc mồm lến thoáng hỏi. Ông Tần nào? Ông Tần bán củi mà mấy tháng nay mua bò mua trâu nhiều không kể xiết ấy hả? Mụ tư rảo nhanh ra cổng, vẻ vội vã lắm. Mụ nói vội với gã. Trưởng làng gọi tất cả mọi người đến. Bác nhanh mà ra đi, mọi người tới hết đó rồi gã ở một tiếng rồi cũng rạo bước nhanh ra cổng vài người cũng đang vội vã tập trung về hướng nhà lão tần gã kéo vội một người đang đi đoạn gặng hỏi chỉ thấy người kia trả lời chết thảm lắm chết sạch không còn một ai đến nhà lão tần thì mọi người cũng đông lắm rồi gã chen chân lên trước để xem cho rõ đập vào mắt gã là xác lão tần dính bết đầy bùn đất thứ bùn đất mà đêm qua gã còn ngậm đầy trong miệng sắc lão trường lên như người chết trôi. Hai mắt lồi cả con ngươi ra, thiếu điều có thể nổ tung nếu chạm nhẹ vào. Nhưng điều làm gã dùng mình và lao ra ngoài nôn thóc nôn tháo là trong miệng của lão tận ngặt những bùn là bùn. Một thứ dịch vàng vàng nhễu ra từ miệng từ mũi lão. Lão chết mà trong tay vẫn giữ chặt cái nắp giống như của cái tiểu sạch trước ngực. Trong nhà lão, Sắc vợ và đứa con trai cũng chung thảm cảnh. Bàn thờ gia tiên là một mớ lộn xộn bát nhang đổ vỡ, cho bụi tung tóe khắp nơi và thấm bết lại trên bức tường nhảy nhụa một màu đỏ sẫm. Trên bức tường gạch, lão mới xây, lộ rõ dòng chữ tàu viết nguệch ngoạc mà vài người hãy dịch chữ nà. Chả mạng, đám tang nhà lão tần trong một ngày mưa gió giữa đông. Mùa đông mà trời mưa lớn lắm, mưa chút nước từ nửa đêm qua, làm con đường ra cách nghĩa địa nằm cách đầu thôn chừng vài trăm mét nhảy nhụa đất và bùn lầy mọi người trong làng khó khăn lắm mới kéo được ba cái chiếc quan tài đỏ sậm xuống gần huyệt mộ. trời mưa lớn lắm, mưa ngập hết cả ba cái huyệt, làm mọi người phải tắt bớt nước ra. quan tài của lão tần đặt xuống rồi lại trồi lên, thiếu điều muốn lật ngược. mất hơn một giờ đồng hồ, cả làng mới trôn được ba cái quan tài xuống. trưởng làng còn căn dặn mọi người lấy đá đắp lên phòng khi mưa còn lớn, đất ẩm có thể trồi quan tài lên bất cứ lúc nào mà điều đó thì kỵ lắm. Cả đoàn người đi đưa ma ai nấy ướt nhẹp, lạnh cóng. Gã cũng nằm trong đám đó. Lúc đặt viên gạch cuối cùng lên cái nấm đất nhão nhét, gã giật mình suýt ngã ngồi xuống. Vì trong tiếng mưa lộp độp, tiếng gió vi vút là âm thanh băng lãnh như từ chốn u minh vọng về. Một nén, hai nén, ba nén. Đúng ba tháng sau, làng lại một lần nữa gặp đại tang Lần này lão hứa đi đánh dậm đêm kinh hồn bạt vía. Mùng sáu Tết, lão đánh thức cả làng dậy bằng âm thanh xé toang màn đêm. Lão như rú lên dọc đường làng. Ôi giời ơi! Người chết! Giời ơi! Lần này không khí âm u, một thứ không gian sặc mùi ma quái bao trùm cả làng. Mọi người đều thất kinh ngay khi nhìn thấy cảnh tượng chết chóc của ba người nhà lão Huỳnh. Ba cái xác khô quắt như hút sạch máu huyết, nửa người chôn ngập trong đất hai chân chồng lên trời lúc mọi người cào bới lớp đất lên thì đập vào mặt họ là ba khuôn mặt khô quắt hai hốc mắt của lão huỳnh lồi hẳn sát ngoài người ta đồn nhau rằng có lẽ như trước lúc chết lão phải nhìn thấy thứ gì kinh hãi lắm mọi người bàn nhau không đem chôn nhà lão vì trước lúc chết cả nhà đã nhập thổ họ sợ lão chết oan oan khí khí quá chưa buông bỏ nên họ chất củi đốt xác cả ba người gã cũng nằm trong đám thanh niên lo liệu việc đó. Việc hỏa thiêu diễn ra ngay trong buổi chiều hôm đó. Trong cái ánh lửa hừng hực xé tan cái đêm tối đầu năm, gã biết không chỉ mình gã, mà nhiều người trong làng cũng nhất loạt lùi lại. Miệng á khẩu, hai mắt lạc thần, vì trong cái ánh lửa đang thiêu đốt, ba cái sắc quắt que đó hiện ra thân ảnh của đứa trẻ tầm 78 tuổi. Phía sau đám tóc rối bết bùn lầy đó là một khuôn mặt giả đét, hai hốc mắt trũng sâu, từ khóe miệng lầm sầm thứ âm thanh khảm đục. Một nén, hai nén, ba nén. Sau giây phút kinh hồn táng đạm đó, mọi người không ai bảo ai bỏ chạy tán loạn. Ở kết làng quanh năm không ai ra khỏi lũy che làng này. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh tượng đáng sợ đến thế. Lẫn trong tiếng nổ tí tách của đống lửa đang thiêu ba cái xác khô quắt. Tiếng trầm đục nhưng lạnh lẽo vẫn vang lên đều đều. Thân ảnh mờ mịt dần rồi biến mất, một làn gió lạnh buốt mang theo mùi hôi thối sộc vào mũi gã. Gã đứng chôn chân tại chỗ, bó đuốc trong tay gã đã cháy hết lúc nào gã cũng chẳng biết. Một lúc sau, chỉ còn mình gã đứng đó, mọi người đã bỏ chạy cả. Gã nghe âm thanh sột soạt ngay sau lưng đang tiến dần về phía mình, nhưng không tài nào quay đầu lại được. Gã chỉ biết có một thứ gì đó đang áp sát vào lưng gã. Thứ đó cuốn lấy chân gã. Ẩm ướt, và sọc lên tận óc gã mùi hôi thối. Cảm giác nhớp nháp tiến dần lên cổ. Gã há hốc miệng, hai mắt lạc thần. Gã đái ướt đẫm quần vì lúc gã định thần lại được vài phần thì gã nhận ra thứ đang tóm chặt lấy hắn từ phía sau. Không phải ai xa lạ mà chính là ba người nhà lão huỳnh. Gã rút lên một tiếng thất thanh rồi bật dậy. Xung quanh gã là rất nhiều người già trẻ lớn bé đủ cả. Gã nhận ra đây là nhà cụ tôn trưởng làng mọi người vác gã về lúc nào gã không rõ. Gã gạt mọi người ra, lao về phía cụ trưởng làng. Lúc này, cụ tôn đang ngồi nói chuyện ở chiếc bàn cỗ trúc đối diện với một người trung niên. Gã nhìn người trung niên tầm 45 tuổi. Người trung niên tên Túc, theo cách gọi của cụ tôn mà gã nghe được. Túc dáng người cao nhẳng, khoác trên người bộ đạo bào, tay cầm phất trần, lưng đeo túi vải. Theo hầu bên cạnh Trúc là một tiểu đồng năm nay chừng 8-9 tuổi, Gã chưa kịp cất lời Thì cụ tôn đã với tay gọi gã lại Lại đây Lại mà cảm ơn ân nhân cứu mạng Gã chưa kịp hiểu rõ chuyện gì Thì thấy người trung niên Quay ra nói với cụ tôn Việc này hệ trọng lắm Chính người làng cụ gây ra việc này Ai buộc nút thắt Thì người đó mới cởi được mà thôi Cụ tôn khẩn khoản Xin thầy cho chúng tôi biết rõ ngọn ngành Người làng tôi từ khi đến đây phát cây dựng nhà, rồi dần dần hợp lại thành làng. Các cụ chuyển đời nhau đến đời tôi, cũng ngót một trăm năm mươi năm. Làng tôi quanh năm, chỉ biết trồng trọt cây cải, có bao giờ sát xanh đâu. Hơn nữa, hương khói thành hoàng, chúng tôi nào bê trễ, xin thầy chỉ dạy cho. Thầy túc trầm ngâm hồi lâu, rồi thở dài. Ai, nghiệp này nặng lắm. Làng cụ có người động và kho báo người tàu. Kho báu này theo ta tính cũng ngót nghét 100 năm rồi. Kẻ chấn yểm kho báu này là một kẻ không chỉ hiểu rõ về phong thủy, về luân hồi mà còn tính chính xác ngày mà số vàng được lấy lên. Ngặt một nỗi, kẻ đó đã tính toán cực kỳ ác độc là bắt một gia đình tam đại đồng đường gồm 8 người cắt cổ lúc họ còn sống. Sau đó móc hết mắt của 7 người chỉ để lại một người già nhất làm quỷ đầu đàn. Kẻ đó chôn 7 người trong cùng một cỗ quan tài luyện thành âm thi sát. Con đầu đàn trở thành quỷ đại anh. Thân đầu, lở nói. Và bảy con khác trở thành quỷ xú khẩu, miệng rất hôi thối. Cụ tôn và mọi người súm lại, nghe như nuốt từng lời của thầy. Vài người khiếp sợ tới mức chen cả vào cái ghế phía sau cụ tôn mà dùng mình kinh hãi. Thầy túc tiếp lời. Kẻ đó không chỉ tinh thông pháp thuật, mà còn cực kỳ giỏi về kinh dịch và thuật số, sau khi chọn được đám đất phù hợp chính là mảnh đất hoang gần căn tròi ở đầu đê mà lúc mới vào làng tôi bấm độn đã tính ra vài phần mảnh đất đó của làng cụ lại có một dấu hiệu đặc trưng là thế điều kép kẻ đó chọn bóng cây làm điểm khởi đầu chọn bóng núi phía tây làm cung vị và bóng sông để làm dấu kẻ đó cũng tính rõ là vào giờ này ngày này tháng này năm này thì sẽ nắng hay mưa bóng của ngọn núi đổ đến đâu bóng của cái cây theo hướng nào, đi thêm bao nhiêu thước về hướng nào sẽ đến chỗ chôn dấu của. Người lập nên lời nguyền và người đến hóa giải phải nắm chính xác chiếc chìa khóa này. Nguyên tắc làm dấu trong kinh dịch được gọi là quẻ thời tiết. Người ta lấy ngày, giờ, tháng, năm cộng lại thành một quẻ. Ví dụ, trong quẻ có sáu hào, hai quẻ phong, một quẻ lôi hoặc ba quẻ khảm, thì chắc chắn ngày hôm đó sẽ mưa. Trước kia, Khổng Minh lập đàn cầu mưa, cũng là dựa trên nguyên tắc đó mà ra. Không chỉ thế, người xấu của vào một thời điểm nhất định trong năm, thì người đi lấy về cũng phải lấy chính xác thời điểm đó. Trôn ngày 24 thì phải lấy đúng ngày 24. Nếu lệch đi một ngày, một giờ, thì bóng cây bóng núi sẽ bị dịch chuyển sang một địa điểm khác. Cụ Tôn và người làng ngồi im lắng nghe từng câu từng chữ. Nhưng mọi người vẫn chưa hiểu ngọn nguồn của việc tại sao làng lại có những cái chết khủng khiếp như vậy? Thầy Túc nhấp một ngụm trà tiếp tục câu chuyện. Kẻ đó dùng âm thi sát làm thần giữ của, còn đem chín rương vàng chôn ra ba góc tọa chấn, lấy kho vàng làm trung tâm. Không phải ở đâu, thần cũng được chôn cùng với của. Có khi ở đó cách một đoạn nhưng vẫn nằm trong phạm vi ảnh hưởng của thần. Một khi ba điểm tọa chấn bị trộm viếng thăm, thần sẽ theo kẻ đó tới khi đòi bằng được mạng. Còn kho vàng chỉ cần là người trong dòng tập của gia chủ sẽ nghiễm nhiên lấy chọn mà không bị thần trừng phạt. Làng cụ đã chót động tới ba điểm chấn yểm hoặc những ai trộm số vàng đó đều phải trả giá bằng chính mạng sống của mình và gia đình tới khi tuyệt tử, tuyệt tôn. Thầy Túc nói tới đây, cả làng đều ồ lên một tiếng, duy chỉ có gã là quỷ mọp xuống. Gã bỏ hai chân đến trước mặt thầy mà rằng, con xin thầy, con lạy thầy, thầy cứu mạng con với. Rồi gã khai nhận hết, rằng một đêm trời tờ mờ sáng gã lẻn vào nhà lão Huỳnh, định bụng trộm con chó lấy tiền uống rượu. Thì ngờ đâu gã thấy trong lu gạo ba nén vàng lão Huỳnh giấu. Gã nín thở trèo tường về, định bụng đêm sau quay trở lại hốt trọn một mẹ. Biết đâu lão Huỳnh còn của nà mà gã không biết. Nhà lão Huỳnh sau lần đó, kín cổng cao tường hẳn, đèn đuốc để suốt đêm, nên gã chưa có cơ hội ra tay đến giờ nghe thầy túc nói lại nhớ tới cảm giác cả nhà lão huỳnh kẻ ôm chân kẻ ôm bụng kẻ áp hẳn kết đầu với con mắt lồi nhớ nhớp vào mặt cả kinh hồn táng động. gã vẫn quỳ mọp ôm chặt lấy chân thầy mà van mà xin thầy túc thở dài rồi trầm ngâm mọi người thì ì xèo bàn tán duy chỉ có cụ tôn là còn sáng suốt cụ khẩn khoản xin thầy thầy cứu vớt lấy làng chúng tôi qua đại nạn này Thầy Tôn bấm độn, đoạn thở dài một tiếng xé lòng. Ba khuyết một, Âu cũng là cái số. Thầy Túc sau một hồi trầm ngâm lâu lắm mới nhìn cụ Tôn mà rằng. Thưa cụ, tôi vốn dòng dõi Mao Sơn Tông, xuất sư cũng gần 15 năm nay. Nhưng tôi là đệ tử chân truyền của Chi Mao Sơn Phủ Môn, chuyên về lục phù thuật, nhưng âm thi sát đang quấy nhiễu làng. À, quả thực oán độc trăm năm nhất thời không thể áp chế được tôi có một sư đệ là truyền nhân chính phái của Mao Sơn Trận Môn, chuyên về kỳ binh độn giáp trận đồ thuật. Tôi sẽ thỉnh sư đệ của mình cùng hợp lực. Có lẽ chỉ có cựu tiền bôi đỉnh trận của sư đệ tôi, kết hợp với chiêu hồn thuật mới có thể giúp làng ta tài qua nạn khỏi kiếp nạn này. Cụ tôn và dân làng nghe từng lời thầy túc, thì trong lòng mơ hồ lắm. Nhưng những cái chết xảy ra, độc là họa sát ra. Cả sáu mạng người với những cái chết, mà khó có ai có thể tưởng tượng ra vẫn ám ảnh trong tâm khảm họ. Cái cách lão tận chết trương, quan tài nổi nành bềnh dưới huyệt mộ, hay lão huỳnh khô đét như bị rút hết tinh huyết, còn làm họ dùng mình kinh hãi. Cụ tôn quỷ xuống lại thầy túc, cả làng không ai bảo ai, cũng quỷ mọp xuống, mà vái lạy thầy. Thầy túc đỡ cụ ngồi vào bàn đoạn giơ tay bấm độn, chỉ thấy thầy mỉm cười mà rằng. Sư đệ ta tới rồi, thầy túc vừa ngừng lời thì ngoài cái sân gạch trước cửa xuất hiện một thanh niên mặc áo dài xám tay phải cầm tam thanh liên chuông vàng tay trái cầm đào mộc kiếm tạo thành chữ sơn vững như bàn thạch người thanh niên đứng giữa cái sân mặt đọc vân triện thái hư hạo kiếp chi sơ xạ hà xạ nhĩ hoặc trầm hoặc phủ ngũ phương bồi hồi nhất trượng chi sư thiên hoàng chân nhân an bút nãi thư biết có chuyện chẳng lành vì thầy Túc hiểu rõ tính cách sư đệ mình. Sư đệ thầy là trưởng môn Mao Sơn Trận Môn, dọc ngang trời đất này, chưa có thứ ế tạp nào làm sư đệ thầy cẩn trọng, đến mức phải niệm huyền ẩn chú. Tức tức, thầy nhìn qua chú tiểu đồng, hai thầy trò sơ tay bắt quyết, rồi lầm dầm trong miệng. Chiêu chiêu kỳ hữu, minh minh kỳ vô, trầm an năng tự rũ, trần lao lịch khả phù, u minh tương hữu lại, do thị thẳng tiên đô được chừng nửa nén nhang, sư đệ của thầy tay thu pháp quyết, dắt lại hổ lô bên hông, rồi từ từ bước vào. Trước mặt mọi người, người thanh niên tầm 16 tuổi, mặt mũi thanh tú, khí khái thanh khoát. Cụ tôn thầm nhủ người còn trẻ, mà thầy Túc còn kính vài phần ắt hẳn là cao nhân. Cụ bèn chắp tay hành lễ mà rằng, Trăm ngàn lại thầy, xin thầy cứu vớt làng con qua đại họa này. Người thanh niên Tự là kim, đỡ cụ rồi khẽ gật đầu. Sau khi hành lễ bái sư huynh mà rằng, ta đi coi phong thủy vùng này, thấy có vài sự lạ. Trần coi thiên văn rồi bấm độn, biết rằng sư huynh sẽ đến. Bèn chuẩn bị hội ngộ. Nào ngờ lúc ta đặt chân tới đây, thì một thứ âm khí kinh người áp chế ta làm ta dừng bước. Ta đã xem xét kỹ, làng này nhất định có âm thi sát. Nói rồi thầy kim lôi trong hổ lô ra một mảnh giấy dầu màu vàng xịn, Kim cùng thầy Túc bàn bạc chuyện gì lâu lắm. Dễ chừng hai nén nhang mới quay ra nhìn cụ tôn và dân làng mà rằng. Chúng tôi sẽ thực hiện áp vong để thành ngũ quỷ lên cho rõ ngọn nguồn câu chuyện. Cụ và mọi người chuẩn bị cho chúng tôi những thứ ghi trong đây. Tuyệt không được thiếu một thứ. Phải nhớ, phải chuẩn bị xong trước giờ sửu, tức là 3 giờ sáng. Và phàm những người thuần dương bát tự mới được cử đi. Nói rồi đưa cho cụ tôn một mảnh giấy sau khi chính thầy Túc chọn ra bảy người thanh niên bắt tự thuần dương, thì việc chuẩn bị bắt đầu. Không dám chậm trễ cụ tôn giao cho mấy thanh niên trong đó, có gã đi chuẩn bị lễ vật theo sự căn dặn. Những thứ đó gồm có gỗ dâu tằm, đất ngã ba, giấy bản, tim gà, chỉ tơ, vải đỏ, hai thúng thóc và bảy ngọn nến, lại sai hạ ngay cây xoan đào đốt sạch làm cho. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi thì cũng gần 3 giờ sáng, Thầy Túc cùng thầy Kim và tiểu đồng lầm sầm đọc khẩu quyết gì, gã nghe không rõ. Rồi dân làng thấy hai thầy dùng cành dâu làm xương, lấy đất xét nhào nhuyễn, trộn giấy bàn để kết dính với nhau không bị nứt. Nằn nặn, thành hình dung tướng mạo của người chết, rồi lồng vào hết những thân cây dâu tàm giả cốt. Đất ngã ba đường, mang về trộn với trứng gà so rồi làm tim, dùng đất cho than của cây xoan đặt vào chỗ gan. Chỉ tơ làm ruột và gân, sau đó dùng tăm cây dâu vẽ mắt, mũi, miệng, tóc. Hai thầy đang chuẩn bị nghi thức đầu tiên, chiêu hồn trận. Dân làng thấy hai thầy đặt chiếc án hương đất sét nặng bọc vỏ vải đỏ. Một tấm khăn sạch được chảy ra đất, rồi đổ hai thúng thóc to ra vùi hình nhân vào trong để làm hình thức nhập hồn. Xung quanh hình nhân là bảy ngọn nến đã cháy đỏ. Trên cái sân gạch rộng thanh thang, hai thầy Pháp đạo bảo nghiêm trang, tách cầm chuông vàng, lưng đeo hổ lô, đào mộc kiếm trong tay vung lên tám hướng. Chú tiểu đồng hộ đàn đã cũng ngồi thiền tịnh. Thầy Túc đã tắm rửa sạch sẽ trước khi khai đàn vẽ phù. Giờ dần vừa tới, thầy Túc cách cầm đào mộc kiếm, tay cầm sấp bùa màu vàng tiến lên hương vị. Thầy chấm đầu kiếm vào lá bùa, tay phải bắt quyết nín thở một hơi. Vẽ một đạo chiêu hồn vào lá bùa, miệng lầm rầm đọc chú. Tức thì, lá bùa bách khỏi đào mộc kiếm, nhắm hướng hình nhân ghim chặt. Trong tay thầy là hai lá phủ sắc lệnh Một lá để trói buộc hình nhân Một lá sắc để tránh quan diệt quỷ đường Khi lưu dẫn ngũ quỷ Ấn sắc lạnh ở trong một cái túi hoa thêu gấm đeo ở vai trái của thầy Thầy mở hồ lô lấy ba đồng tiền long phụng cho vào mồm hình nhân Lấy chỉ ngũ sắc cốt vào tay trái hình nhân Thầy Kim ngồi chính giữa án hương Miệng đọc quyết làm lễ an thổ địa Thầy chọn ba trượng giấy bản Long xa phượng liễn gồm ba bộ ba sấp tiền bảo tràng ba tập tiền cờ lệnh rồi sau đó đọc an thổ địa châm ngôn đọc xong thầy liền niệm triệu thổ thần địa khi thổ địa thần thị hiện liền nói rõ việc mình chuẩn bị làm để tránh việc thổ thần làm khó sau đó tay trái kết lôi quyết tay phải kết kiếm quyết chân đạp hai chữ khôi và cương chuẩn bị hộ đàn liền sau đó thầy túc dùng kiếm quyết thư sắc lệnh phủ lên trên trời và mồm niệm bài truy hồn chú, niệm xong đọc to tên của ngũ quỷ và ra lệnh cho ngũ quỷ nhập vào hình nhân. Thầy Túc chán ướt đẫm mồ hôi, miệng liên tục niệm truy hồn chú. Hình nhân bắt đầu cử động và đứng lên. Không gian như đặc quánh, thầy Túc tay vẽ pháp quyết thư mùa sắc lệnh vào một tờ giấy lớn bằng cái chiếu. Thầy vẽ liên tục sắc lệnh cho đến khi kín tờ giấy. Rồi thầy dùng sắc lệnh này cuốn quanh người hình nhân để giữ lại chỉ thấy hình nhân khẽ cử động hai chọc mắt đỏ rực hướng về án hương chằm chằm xung quanh đèn đuốc bỗng bị một làn gió lạnh buốt thấu xương mang theo cái hơi ẩm hôi thối sộc vào làm ánh đuốc nhập nhọa một thầy một tà cách nhau chỉ chục bước chân hình nhân bọc vải đỏ khẽ cử động rồi lại im lìm đứng đó thầy túc quát to yêu ma phương nào dám cản đường mau sơn phái ta Đừng trách kiếm của ta vô tình mà cho ngươi hồn phi phách tán. Chỉ thấy hình nhân vẫn im lìm, mắt rắn chặt và án hương. Luồng gió lạnh kèm theo những âm thanh răng rắc càng lúc càng lớn. Bảy ngọn nến bao quanh hình nhân đã tắt ngúm từ bao giờ. Thầy Túc tức thời ngồi thiền, tay bắt ấn tam muội miệng liên hồi. Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, nghiễm tu hạo kiếp, chứng ngô thần thông, tam giới nội ngoại, duy đế độc tôn thể hữu cương quang đại ánh ngô thần thị chi bất kiến thính chi bất văn bào là thiên địa dưỡng dục quần tính thị tụng vạn biến thần hữu quang minh tam giới thị vệ ngọc đế đồng nghênh phương thần minh lễ dịch sử lôi linh yêu quái tăng đảm quỷ thần trí hành nội hữu phích lịch lôi thần ẩn danh đống tuệ sao triệt ngũ khí đàng đằng kim quang tốc hiện phúc hộ đàn đỉnh, cấp cấp luật lệnh. Tiểu đồng hai tay bắt quyết, rút ra một tờ phủ màu vàng ném lên không trung, đoạn liên hồi. Ngũ linh liệt vị, hoán chấn ngũ phương, thủy hoàng hộ hồn, đan lão vệ hình, hạo linh thị phách, hắc đế nhiếp xanh, trung ương hoàng đế, thống ngự vạn chân, nguyên hoàng cáo hạ, u dạ khai quang, tội tiêu bắc phủ, danh liệt nam xương, kim lục định tịch, ngọc tự trừ ương, châu lăng luyện chất, phi thần thái thương tam quan cửu phủ vô cực thẩm thương phủ thụ khai độ tức thời tất cả đuốc trong sân tắt vụt duy chỉ có ngọn đuốc cạnh thầy túc là còn sáng trong làn gió lạnh buốt thấu xương là nhân ảnh của sáu người bị buộc trong dây xích người này nối người kia sáu thân ảnh mờ mịt cào xẽ hình nhân rồi lao vụt tới thầy túc lúc này phía sau án hương thầy kim thấy sự chẳng lành đã bắt quyết miệng đọc vang triệu hồi hội ngũ lôi sát quỷ. Thiên minh linh địa quang linh, thiên tôn diệu các tướng quân, nam tây đông bắc thủy hỏa vạn linh, lôi công điện mẫu tích lịch thần, quy tần thần tướng tại án tiền, tam thập lục thiên vạn thiên binh, úm oanh tả thiên oanh, các các thiên lôi phong ngũ sắc, kim quang thần khí tác vì tường, úm thiên lôi oanh hành thiên lôi, sắc ngũ. Chỉ thấy một đạo kim quang lóe lên chói lòa, là kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc làm gã kinh hãi vạn phần khói bụi bốc lên mù mịt thầy túc vẫn ngồi thiền định hai tay vẫn bắt ấn tam muội xung quanh thầy án hương đã tan thành trăm mảnh cái đầu hình nhân bằng đất lăn lông lốc nhễu ra thứ đất bùn vạc sệt thôi thối sáu thân anh bị đạo kim quang đánh cho hồn phi phách tán không gian lúc này đã im ắng hẳn trả lại màn đêm đen vốn có hai thầy pháp và tiểu đồng thu lại pháp quyết trở lại căn nhà sau lưng nơi mà mọi người trong làng đang dồn lại chờ đợi mọi người trong làng sau khi tận mắt chứng kiến hai thầy thực hiện mau sơn đạo pháp thì hết mực kinh sợ cụ tôn đỡ hai thầy ngồi vào nhà quỳ xuống mà rằng làng chúng tôi đội ơn cứu mạng của hai thầy chúng tôi trăm ngàn lại ơn đức này chỉ thấy hai thầy trầm ngâm không nói một lời nào mà im lặng thiền định Lúc ấy tầm 5 giờ sáng, sau khi đọc hết định hồn chú, hai thầy mới đứng dậy, ngồi lại bàn cụ tôn và người làng, theo sau có điều khép lép lắm. Trong mắt họ, hai thầy là thánh nhân đã cứu họ thoát khỏi họa sát thân, chuẩn bị ập tới. Im lặng một hồi, thầy Kim sắc mặt lúc này đã nhợt nhạt lắm mới mở lời. Chưa kết thúc, ngũ lôi sát quỷ của tôi chỉ đánh tan được âm hồn mà thi sát bắt giữ. Chúng còn chưa ra mặt đâu cả làng mấy trăm nhân mạng ổ lên kinh ngạc. Một số người sợ hãi chen vào trong, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn lắm. Thầy Túc vẫn ngồi đó im lìm. Thầu ngũ quỷ Pháp là bí thuật nổi tiếng của Mao Sơn Đạo Pháp mà khó khăn lắm thầy mới luyện thành. Nhớ lại những năm tháng tầm sức học đạo, thầy phải tu học ngót nghét ba năm dòng các pháp hộ thân cho thật rảnh rẽ. Sau đó, thêm ba năm để nắm rõ các ấn quyết như kiếm quyết, lôi ấn, bắt đầu ấn, Kế đó, tổ sư dạy thầy cách lập đàn lục đinh, lục giáp. Tổ sư bắt thầy phải kiếm cho đủ 5 cái đầu lâu của người chết. Thầy còn tầm được hai cái đầu lâu người bị xét đánh. Giờ tí ngày ngũ quỷ tổ sư, chỉ thầy ghi chép lại tên của 5 cái đầu lâu đó ra một lá bùa gọi là ngũ quỷ danh phủ. Sau đó chọn ngày quý. Cứ mỗi một ngày quý thì đem đốt một cái đầu lâu thành cho, rồi dùng ngũ danh phủ bọc cho cốt đó lại. Sọ của ai thì bọc ngũ danh phủ ghi tên của kẻ đó. Bọc xong cho cốt của đầu lâu thì đem đầu lâu đó đặt dưới đàn lục giáp để tế luyện. Đàn lục giáp phải đặt ở một nơi thanh tịnh vắng vẻ hoặc giả đặt trong tịnh thất. Tuyệt đối, kiên kỵ, không để cho ai biết mình làm gì. Gà chó, lục xúc cùng đàn bà phụ nữ có mang và người có tang không được lại gần hay ngó vào đàn. Sư tổ còn căn dặn rõ khi gọi ngũ quỷ để làm phép phải dùng tay viết trên sàn hai chữ khôi cương, dùng chân trái đạp lên chữ khôi, chân phải đạp lên chữ cương, tay trái bắt lôi ấn, tay phải bắt kiếm quyết, đứng định tâm hít năm hơi chân khí ở năm phương, niệm bài hỗn thiên chú bảy lần, sau đó đốt cửu linh phủ và đốt ngũ danh phủ. Sau đó, hàng ngày đều dâng cúng cho ngũ quỷ cơm, canh, bánh, hoa quả và đốt tiền bạc giấy mã cho ngũ quỷ. Làm vậy cho đến 49 ngày khi đó ngũ quỷ đã có đủ chân linh khí, thì tiếp tục làm phép bắt đầu làm một bài văn tế ngũ quỷ, trong đó ghi rõ tên tuổi, địa chỉ, pháp danh của thầy vào bài văn tế, và cũng ghi rõ lý do cần sở cầu ngũ quỷ làm điều gì cho mình. Thầy còn luyện cả biến thực chú, ngũ quỷ theo hầu thầy tới nay cũng gần 10 năm dòng, mà hôm nay lại bị âm hồn mà thi sát bắt giữ, đánh cho hồn phi phách tán. Nếu không có thầy kim hộ đàn chắc thầy cũng bỏ mạng lần này. Khí huyết thầy như nghẹn lại, đang chậm ngâm suy ngẫm, chợt góc nhà nơi mọi người đang xôn xao bàn tán, thì một thứ âm thanh ré lên làm cụ tôn bất giác đánh rơi bọc vải mà cụ mới đỡ của tiểu đồng. Cả làng cùng quay đầu lại phía phát ra âm thanh quái dị đó. Nó vừa giống tiếng cười, vừa giống tiếng khủng khủng trong cổ họng. Trên cái xài nhà cách mọi người tầm 2 mét, một cái xác thắt cổ treo lủng lẳng đang đong đưa. Cái xác trương phẩnh hai con người lòi ra. Thứ mỡ nhất chảy từ hai cẳng chân nhỏ ton ton xuống theo mỗi nhịp lắc lư. Từ cổ họng nháo nhét thứ thịt hôi thối, âm thanh khủng khục chốc lát lại phát ra từ đó. Mọi người kinh hãi bỏ chạy tán loạn. Một vài người ngất ngay tại chỗ hoặc nấp ngay sau cái bàn nơi thầy Kim và thầy Túc đang tọa chấn. Sấm chớp bắt đầu kéo đến ỉ đùng, một cơn mưa lớn ập đến ngay sau đó. Tất thầy có 5 người thầy túc thầy kim tiểu đồng cụ tôn và gã chứng kiến dưới ánh chớp chói lòa hắt vào từ cửa bóng của cái xác chết treo che ngập cả căn phòng thầy kim tay trái cầm đào mộc kiếm nhanh nhẹn phi thân lên xà nhà tay phải bắt quyết đọc chú liên hồi rồi thầy lấy một cây kim sắt dài khoảng hai tấc chọn giữa đỉnh đầu xác chết mà cắm vào lại dùng 13 cái kim khâu cắm tiếp vào quỷ huyệt của cái xác tức thời cái xác rửa ra mỡ và máu chan hòa cùng đám ruột can chảy ra dưới nền nhà. Một mùi hôi thối sộc lên kinh tởm, âm thanh quái dị cũng dần dần im bặt rồi biến mất theo tiếng mưa ầm ầm dội vào mái nhà. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe xong phần 1 của bộ truyện Hai nén hương trầm và tối ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đón nghe phần 2 của bộ truyện này nhé. Và bộ truyện này đang đến những cái hồi gay cấn, những cái hồi đặc sắc và liệu rằng kết quả của những kẻ là đã lấy vàng của những người mà đã yểm bùa từ thời xưa, cái số vàng đó sẽ ra sao. Thì mời mời mọi người sẽ cùng đón nghe hết cả cái câu chuyện này. Và liệu rằng cái ngôi làng này có vượt qua được cái đại họa kinh khủng này hay không. Bởi vì những cái chết quá là tang thương, quá là dị hợm và những cái chết quá là kinh khủng đã diễn ra thì tất cả những người từ già trẻ lớn bé trong làng đều đang rất là hoang mang lo lắng vậy liệu rằng những người thầy pháp chư sư có giúp đỡ được ngôi làng này điều gì hay không hay là sẽ là một cái thảm kịch xảy đến đây thì chúng ta sẽ cùng chờ đón ở những phần sau nhé cảm ơn tất cả mọi người đã đón nghe cùng duy thuận tối ngày hôm nay và chúc cho mọi người có một đêm thật là ngon giấc và tối ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng 9 giờ tối sẽ phát trực tiếp trên kênh người dẫn được quay âm, nếu ai có thời gian thì chúng ta đón nghe trực tiếp cho hay, cho vui, gặp gỡ nhau để trò chuyện. Còn nếu như mà ai mà không có thời gian nghe được, không tiện nghe lúc đó thì hãy nhớ tìm kiếm câu chuyện này và chúng ta sẽ cùng đón nghe nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Thôi mọi người đi ngủ đi.